Các anh chị chúng ta đang quan tâm những căn dinh thự ở tại dự án Sun Bay, tìm hiểu mua để ở cũng như mua để đầu tư những căn view đẹp, diện tích lớn, thiết kế một trệt và một tầng. Ngoài ra nữa, có giá bán tốt từ 38 tỷ cho đến 45 tỷ một căn ở tại dự án Sun Bay. Thì đây chính là clip dành cho tất cả các anh chị. Hiện nay Tấn đang có 4 cho đến 5 căn là những căn dinh thự ở tại dự án Sun Bay này, để cho tất cả các anh chị đang quan tâm đến những căn này có thể tham khảo. Và một trong những căn trong rổ hàng mà Tấn đang có, căn thấp nhất là 38 tỷ, thiết kế là một trệt một tầng, diện tích ngang 18 dài 30m, nằm ở phân khu 4.3. Và căn này giá bán là 38 tỷ nha các anh chị, đối diện là công viên rất là đẹp. Hiện nay chủ nhà cấy gửi bán lại. Và các anh chị chúng ta đang quan tâm đến dinh thự, hãy xem đến hết cái clip này để chúng ta có những thông tin đầy đủ trước khi các anh chị chúng ta đi tham quan, hoặc là liên hệ đến số hotline của Tấn để Tấn hỗ trợ tư vấn. Căn dinh thự nằm ở phân khu Zone 4, có tên gọi là Sun Bay La Maison. Phân khu Zone 4 có tổng quy mô là 37 hectare với tổng số lượng căn là 546 căn, triển khai từ năm 2019, bàn giao nhà vào năm 2021. Và những căn dinh thự thể hiện ở màu xanh trên màn ảnh các anh chị chúng ta, đó chính là mặt bằng của dự án. Những căn dinh thự xây dựng một trệt một tầng, ký hiệu là màu xanh, có diện tích từ 540m2 cho đến 600m2. Và những căn này, một mặt là công viên, mặt sau cũng là công viên hoặc là view sông. Và có diện tích rơi tầm khoảng chừng 540m2 cho đến 600m2 như các anh chị chúng ta đang xem cái đoạn video quay thực tế ở tại phân khu Zone 4.3, đến cho tất cả các anh chị chúng ta đang quan tâm đến những sản phẩm này. Những căn dinh thự sẽ thiết kế là một trệt và một tầng, ngang 18m và sẽ lắp đá hoa cương ở hai bên lề đường, có hàng cây xanh mát. Mặt tiền trước là công viên cũng như là khu vui chơi trẻ em, khu barbecue. Còn đây chính là mặt sau của căn dinh thự dài 30m, được thiết kế là 4 phòng ngủ và chúng ta sẽ có một không gian riêng dành cho người thân, bạn bè, gia đình của mình, hay là những người thân mỗi lần đi đến vui chơi hoặc là ở lại thì chúng ta cũng có một không gian riêng với căn nhà của mình, giống như cái mặt sau. Nhà được thiết kế theo chữ L như các anh chị chúng ta đang xem ạ. Và thiết kế của căn dinh thự là một trệt một tầng, nằm ở phía bên phải nha các anh chị. Và thiết kế này sẽ là ngang 18 dài 30m, một trệt và một tầng, diện tích sàn xây dựng là hơn 200m2. Và đây chính là cái quy hoạch của căn nhà cũng như là thiết kế về diện tích ngang 18 dài 30m. Và chúng ta sẽ có 3 loại sản phẩm ở tại phân khu Zone 4. Một là những căn biệt thự song lập được ký hiệu là màu xanh lá cây. Thứ hai là những căn biệt thự đơn lập được ký hiệu là màu xanh da trời. Và những căn màu tím là những căn nằm ở vị trí góc. Và màu vàng là những căn dinh thự có diện tích là một trệt và một tầng, diện tích ngang 18 dài 30m, xây dựng là một trệt và một tầng. Đằng trước sẽ là công viên, thực sự là một vài căn nằm ở vị trí công viên thôi. Và căn đang bán cũng nằm ở vị trí công viên nha các anh chị, nên là vị trí rất là đẹp. Còn đây là hình ảnh flycam Tấn bay thực tế ở tại dự án thuộc phân khu Zone 4 đến cho các anh chị chúng ta đang xem. Và căn nhà mà đang bán có số nhà rất là đẹp. Và để tìm hiểu cũng như biết chi tiết về căn nhà thì các anh chị liên hệ đến số hotline của Tấn. Tấn sẽ gửi đầy đủ thông tin cũng như là có xe đưa đón các anh chị chúng ta đi tham quan thực tế. Chủ nhà ký gửi bán độc quyền cái căn này. Chính vì như vậy, các anh chị chúng ta an tâm khi mà làm việc với Tấn để chọn cho các anh chị chúng ta những căn có giá tốt nhất ở tại dự án này để mua ở cũng như mua để đầu tư. Và đây chính là phân khu Zone 4 thực tế phía bên trong được Tấn quay ở tại dự án. Hai bên đó chính là những dãy nhà rất là đẹp. Đường chúng ta đang di chuyển là đường 16m và hai bên lề đường được lắp đá hoa cương, được cây xanh bao phủ kín, những căn biệt thự song lập và đơn lập và những căn dinh thự nằm ở phía bên cuối đường.
Bên trái của chúng ta đó chính là công viên, còn bên phải đó chính là những căn biệt thự đơn lập. Còn những căn dinh thự cũng là mặt công viên nhưng là nằm ở phía bên trái màn ảnh nhỏ các anh chị chúng ta đang xem nhé.